Nhận định bóng đá Man United với Man City, 2 giờ 45 phút ngày 7 tháng 1, bán kết cúp Liên đoàn Anh. Hai đội bóng đang có phong độ cao nhất ngoại hạng Anh sẽ chạm trán nhau tại bán kết cúp Liên đoàn Anh, để định đoạt cái tên cuối cùng vào chơi ở chung kết. Cập nhật thông tin trước trận đấu, đội hình ra sân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau giai đoạn đầu mùa giải chơi cực kỳ bấp bênh, Man United đang thể hiện phong độ vô cùng ổn định. Kể từ sau thất bại tủi hổ trước Leipzig tại Champions League, đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer đã trải qua chuỗi 7 trận bất bại trên mọi đấu trường. Thay vì khả năng bắt nhịp chậm với trận đấu, giờ đây Man United đang cho thấy sự chủ động tốt hơn trong từng trận. Họ có thể không chơi áp đảo đối thủ, nhưng vẫn nắm trong tay quyền kiểm soát thế trận trên sân. Cộng thêm đặc sản với những bàn thắng muộn, không có gì bất ngờ khi Man United đang bám rất sát Liverpool trên ngôi đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh trước khi vòng bán kết Liên đoàn Anh diễn ra. Ngoài ra, họ cũng bước vào trận đấu này với lợi thế được nghỉ nhiều hơn một ngày so với đối thủ. Mùa giải năm ngoái, Man United đã đánh bại The Citizen ở 3 trên 4 lần đụng độ. Solskjaer qua đó cũng trở thành huấn luyện viên thứ 2 trong lịch sử đánh bại Pep Guardiola tới 3 lần trong một mùa giải, sau Jurgen Klopp của mùa giải 2017-18. Trong khi đó, Man City cũng đang có giai đoạn phục sinh, dù không quá ấn tượng như người hàng xóm cùng thành phố. Sau 2 trận mất điểm liên tục trước chính United và West Brom, Man City đang trở lại mạnh mẽ với 3 chiến thắng liên tiếp. Xen giữa là màn hủy diệt Arsenal 4-1 tại cúp Liên đoàn. Cách chơi của The Citizen hiện tại không còn dồn dập đối thủ như trước. Tuy nhiên, họ đang có sự cân bằng tốt hơn giữa công và thủ. Trận đấu với Chelsea cuối tuần trước chính là ví dụ điển hình nhất. Xét về phong độ thi đấu, cả hai đội bóng đều có những màn trình diễn rất tốt. Tuy nhiên, nhìn vào lịch sử đối đầu, có vẻ Man United đang chiếm ưu thế hơn so với đội bóng cùng thành phố. Ở trận đấu này, Man City là đội bóng được đánh giá cao hơn với kèo chấp 1/2. Theo đó, họ không có nhiều khả năng giành thắng lợi trong bối cảnh Man United đang thi đấu rất hay. Dự đoán kết quả Man United với Man City 2-1.